Ngỡ ngàng, thanh niên mua nhẫn cầu hôn sọt be giá 250.000. Mâm lễ dạm ngõ chỉ có gạo nếp và đường phèn, còn bảo đó là phong tục Bình Định. Mượn bố người yêu 40 triệu rồi bùng luôn, còn dọa nhà có chú làm quân đội. What the hell? Sau hàng loạt những màn đu chen về 82 kiếp nạn cưới hỏi, thì có lẽ đây là trường hợp cảm lạnh nhất. Câu chuyện được chính nhà gái chia sẻ trong sự bức xúc và thất vọng tột cùng. Nhà chú rể cách nhà cô dâu 700 km. Ngày chú rể cầu hôn cô dâu với chiếc nhẫn sọc be giá trị 250.000, cô cũng không nghĩ nhiều bởi trước sau cũng về một nhà. Không biết có phải tình yêu che mắt không mà vài chục lần chú rể xin tiền đi chữa bệnh cho má, chữa bệnh cho chị ba, đóng tiền điện cho cả gia đình. Cô dâu đều nhanh nhạy chuyển khoản trong tích tắc. Đỉnh điểm ngày đám hỏi, nhà trai đem sang nhà cô với 5 cân gạo, 2 cân đường phèn. Không tiền nạp tài, không sinh lễ, không vàng luôn. Bảo phong tục Bình Định nó thế. Sang ngày cưới thì anh kêu khó khăn quá, nhờ người yêu mượn tiền ba vợ cho anh lo việc. Cô dâu cũng không ngại mượn 3-40 triệu gửi cho anh, dè đâu anh lại co quay, dù gì hai ta cũng sẽ chung một nhà. Em lấy lương rồi trả cho ba hộ anh. Cô dâu thấy anh khó khăn quá thì bảo thôi hoãn cưới lại để cả hai dư giả rồi hẵng cưới. Thế quái nào sau khi nghe xong thì nhà trai dỗi, cả họ nhà chú rể đóng phim lật mặt. Blog cô dâu không một chút do dự. Trước đó chị chú rể còn mắng cô là thấy em mình đi Nhật về nên nghĩ nhiều tiền mới đeo bám. Quá bức xúc, cô dâu đành hủy hôn vì kiếp nạn này mệt mỏi quá. Một vài người dùng thì bình luận, đúng là IQ vũ trụ mới nghĩ ra được kịch bản cầu hôn được tài trợ bởi Sobe này. Cô dâu kể cũng tài, chứ mà người khác thì chắc đã tan nát cuộc tình từ ngày lúc nhìn thấy cái nhẫn rồi. Đâu để đến drama mượn tiền ba 40 củ nữa chứ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Các bạn nghĩ sao? Bình luận cùng 8TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới.